tôi bắt đầu làm từ công ty Fashion Garment từ năm 2011. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã tìm thấy một nửa của tôi, là bạn của tôi. Tôi đã làm ở công ty được 5 năm rồi, tôi làm ở bộ phận kinh doanh. Tôi còn nhớ cái lần đầu tiên mà chúng tôi nói chuyện với nhau. Cô ấy đâu có biết được rằng tôi đã chuẩn bị một món quà đặc biệt dành cho cô ấy. Và tôi mở ngăn kéo, tôi lấy cho cô ấy một hạt đậu may mắn hình con dê. Đó cũng chính là cung hoàng đạo của tôi. Và lúc đó tôi đã biết rằng anh ấy quan tâm tôi nhiều hơn là tôi nghĩ. Tôi nhớ có những kỷ niệm làm ở Fashion Garment. Tôi nhớ có một lần vợ tôi mang thai, công ty luôn tạo những buổi đào tạo. Vợ tôi luôn cố gắng hoàn thành một cách tốt nhất. Tôi rất thương cô ấy và tự hào về cô ấy. Cảm ơn Fashion Garment đã tạo cơ hội cho tôi được nâng cao kỹ năng của mình, ngay cả trong thời gian tôi đang mang thai. Và cảm ơn mọi người đã tạo không khí vui vẻ, thoải mái. Cảm ơn Fashion Garment đã cho chúng tôi được một tự nhiên trọn vẹn. Cảm ơn Fashion Garment. Cùng Fashion Garment, cuộc sống tươi đẹp hơn.